Vâng, thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh của Sứa Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7, cũng là ngày đầu tháng, thì bọn em xin giới thiệu một mẫu xe cực kỳ đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay, à buổi chiều ngày hôm nay. Nó cũng là ngày đầu tháng, một chiếc xe Isuzu Perona. Isuzu Perona được sản xuất năm 1994 với chiếc xe 5 chỗ ngồi. Chúng ta nhìn thấy cái kiểu xe dáng và cái kiểu dáng xe này nó cực kỳ là hầm hố và một mẫu xe 5 chỗ không có niên hạn. Chúng ta có thể nhìn thấy là trên chiếc xe này nó rất là đẹp. Phần đầu xe nhìn nó cực kỳ là hầm hố, với chiếc xe này nó đã cũng được lắp thêm độ thêm bộ cản nó cực kỳ là tỉ mỉ bằng sắt. Thưa quý vị và các bạn, cực kỳ cứng luôn. Cái phần đầu xe này là chúng ta nhìn thấy nó rất là đẹp và nó có một cái nét gì đó của lưới tản nhiệt của cổ ngày xưa, y hệt những cái con Rolls-Royce, cản của Rolls-Royce kiểu như thế này. Nó hình thù nó cũng giống, nó chỉ khác một cái thanh này thôi, và với cặp mắt đèn vuông cổ kính của ngày xưa. Và chúng ta hãy nhìn nó có hai cái đèn này. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Nó có hai cái đèn này, chúng ta nhìn thấy rất là hay. Lý do là khi ở cái lái mà chúng ta nhìn vào bên trong là chúng ta sẽ kiểm soát được hết phần đầu xe và phần hông xe. Và bản thân chiếc xe này là cam kết với quý vị và các bạn là không đâm đụng, không thủy kích, máy móc chạy cực kỳ ngon và số má chạy vào cực kỳ là mượt mà luôn. Với chiếc xe màu đen, và chiếc xe này bọn em mua của anh bên làm bên công an. Anh bên công an mà anh đấy cũng đã đến cái tuổi nghỉ hưu rồi. Và anh chơi con xe này giữ rất là tâm huyết, rất là lâu rồi. Và hôm nay anh quyết định là anh để kỷ niệm cho em chiếc xe này, để nhường cho bác nào có cái cơ hội mua được mà cũng đam mê cái dòng xe như thế này. Giá 145 triệu nhưng nó là chiếc xe 5 chỗ ngồi và không có niên hạn nha các bác nhé. Và với chiếc xe này chúng ta có thể chơi 5, 6, 7 năm nữa thì hoàn toàn là ok. Đấy, chúng ta nhìn không, một chiếc xe gầm cao và ngắn, tương đối là nhỏ gọn. Và với chiếc xe này nó lại hay ở cái như thế này ạ. Nó mở được cái lóc này ra. Thì đây là ở bên trong này nó cũng là hàng ghế thứ 5, hàng ghế ngồi cho hai con ghế phía sau này. Đấy, và chúng ta có thể hoàn toàn tháo được cái này ra được các bạn nhá. Về phần trần của nó đây, nó như thế này ạ. Đó. Và chiếc xe này chúng ta nhìn này, còn bọc lên xuống của nó đây. Bọc lên xuống của chiếc xe phẳng lừ luôn cả đôi bên. Cửa giả đóng vào cực kỳ nhẹ nhàng. Keo chỉ zin cả xe các bác nhé. Nội thất của nó vẫn là một chiếc xe nội thất khá là cổ thôi. Ở đằng sau chúng ta hãy đi tiếp nhìn và cùng em nhìn hết chiếc xe này. Được nắp thêm và gia cố tất cả những cái bậc lên xuống, những cái cản trước cản sau. Chúng ta nhìn thấy đẹp không ạ? Với đội thợ nghề và có tay nghề làm được những cái này cũng là giỏi. Rất đẹp, làm rất đẹp và thủ công. Và có một quả lốp treo. Và một cái này chúng ta có thể để xăng dự phòng đấy, hay là để nước, vân vân. Đấy, để xăng hoặc để nước. Và con xe này thì chả có gì để chê cả. Quá là đẹp luôn, chiếc xe tâm huyết mà ở đây nó hơi bị bong chóc sơn một tí thôi. Còn đâu là cũng không có bong chóc gì sơn cả. Cả xe đều như vậy luôn. Na răng nhìn rất là hầm hố mà gầm nó rất là cao này. Các bạn nhìn này, na răng nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, kinh không? Đời 1994, na răng nhìn cực kỳ hầm hố và đẹp luôn. Và chúng ta khi bước vào trong xe thì chúng ta mình thấy cái những gì nó hay ở trên cái này. Thứ nhất, đây là một mẫu xe phù hợp cho anh em đi câu cá này, hoặc là anh em ở trong cái khu vực mà đường đi hay đường nó xấu này, hay là anh em trung tuổi và anh em đam mê những cái dòng xe kiểu hầm hố như này, và với cái cân nặng và chiều cao kích thước nó hơi phạm vỡ một chút, thì chúng ta có thể sử dụng mẫu xe này đi nó cực ngầu luôn. Đấy, và nhìn nó có gì đó nó rất hay. Ở phần trên này nó có cái giá lóc sắt để chúng ta hoàn toàn là để được rất là nhiều đồ mỗi khi mà chúng ta muốn đi phượt, hay là chúng ta muốn đi chạy ra tỉnh nào xa xa hay đi chơi. Đấy, chúng ta có cái giá lóc nhá, đăng kiểm có đến tháng 7 năm 2019, tháng này nhưng không biết là ngày bao nhiêu mới hết. Và quý vị và các bạn có thể nhìn đến bên trong nội thất của xe này. Ở đây thì tâm lý nó thiết kế cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà nhìn nó rất là sạch sẽ. Đây, những phần trên này là khung sắt của nó hết này. Và có một cái để cho chúng ta có thể để đồ này, cái túi để đồ này, rất là thủ công quý vị các bạn nhé. Ở phần trên này là những cái núm để chúng ta bật đèn. Và chúng ta hãy nghe âm thanh
Ta hãy nghe âm thanh ấy. Mấy năm qua rồi, em tôi không gặp nữa. Bao yêu thương. Quý vị và các bạn có thể thấy là trên xe là còn có cả micro này. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Alo. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái micro này nó cũng rất là hay. Đấy. Rất là cổ kính. Và chiếc xe như em đã nói là tâm huyết của bác. Đấy. Và chính cái micro này mà mỗi khi mà anh em đi chơi hay đi đâu, hay là đi uống nhậu với bạn bè mà mệt mệt mà chưa muốn về thì cứ đóng xe vào làm vài bài ca nhạc vàng là ok đấy. Đấy. Chúng ta nhìn thấy cả Đàm này. Có cả Đàm luôn. Và chúng ta hãy nghe cái tiếng hò rú này của công an. Chúng ta hãy nghe cái tiếng hò rú này. Đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy đây. Nội thất nó đẹp cực kỳ luôn. Đấy, nhìn nó. Nhìn con này nó chạy cối thật. Chạy vẫn rất là sướng luôn. Tâm đi tâm đi, cái giá chỉ có 145 triệu đồng thôi bác nào sở hữu này. Bước xuống này ấy nào, người mình là phải nhô lên ở đây, chúng ta nhìn thấy có bọ ông xã. Nó chiếu vào nhìn con này về phong thủy nó rất là ngầu luôn các bác nhá. Đấy, bước xuống. Ở đằng sau đây, ghế sau đây thì chúng ta hoàn toàn là gập ghế vào và xong ngồi thoải mái. Thoải mái để cho hai người ngồi nữa là sau. Em sẽ cho quý vị và các bạn xem qua máy nhá và tiếng máy nhá. Chiếc xe này là hai cầu các bác nhá, hai cầu. Hay chưa? Máy xăng 1.6 hai cầu. Con này em nghĩ sẽ mất rất là nhanh thôi. Con này mở chìa khóa là mở vào đây này tay. Đây các bác này. Đấy các bác nhìn máy này không? Máy nó chưa? Máy Daihatsu này. Ui giời, máy nhìn khô đét luôn các bác nhá. Máy khô đét luôn. Máy nổ cực kỳ giòn máy luôn này. Đấy quý vị các bạn nhìn thấy. Giá của chiếc xe này bọn em sẽ bán mức giá rất là hợp lý cho anh chị và các bạn thôi là 145 triệu đồng. Đấy quý vị và các bạn có thể hình dung là chiếc xe nó đẹp như thế này cơ ạ. Rất đẹp. Và quý vị và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ em số điện thoại là 0966 668 121. Em là Minh Hải Dương. Và hiện tại em cần mua rất là nhiều tất cả các loại ô tô cũ khác nhau, tất cả các tỉnh trên toàn quốc. Thì quý vị và các bạn đang có nhu cầu bán thì hãy nhớ nhắn tố điện thoại của em là 0966 668 121. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong clip lần sau. Xin chào, cảm ơn.